Thưa quý vị, diễn ra trong hai ngày 21 và 22 tháng 3, Hội nghị Kinh tế Tài chính Quốc tế lần thứ 8 đã kết thúc thành công tại Hà Nội. Với chủ đề là kế hoạch tăng trưởng thịnh vượng chung giữa Hàn Quốc và Việt Nam, hội nghị lần này là một cơ hội để Việt Nam và Hàn Quốc cùng nhau phát triển, đổi mới và hợp tác thịnh vượng dựa trên mối quan hệ chặt chẽ trong mọi lĩnh vực nói chung cũng như trong lĩnh vực tài chính nói riêng. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, sau hơn 25 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước Việt Nam-Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ và đang ở trong giai đoạn hết sức tốt đẹp. Hàn Quốc hiện nay là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ tư của Hàn Quốc. Năm 2018, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương đạt 65,7 tỷ đô la Mỹ và tăng qua các năm. Về đầu tư, Hàn Quốc đứng đầu trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Trong 5 năm qua, vốn FDI đăng ký hàng năm của Hàn Quốc luôn duy trì ở mức 7 đến 9 tỷ đô la Mỹ. Hàn Quốc là đối tác ổn định dẫn đầu trong đầu tư vào Việt Nam. Hiện tại, Hàn Quốc cũng là một trong các nhà tài trợ song phương lớn của Việt Nam. Các khoản vay của chính phủ Hàn Quốc thông qua Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế Hàn Quốc. Cho đến nay, số hiệp định vay của chính phủ Hàn Quốc lên tới con số 55 với tổng số vốn cam kết là 2 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam là một điểm đến lý tưởng cho nhiều tập đoàn lớn xuyên quốc gia, trong đó có các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Samsung, LG, Lotte. Trong 30 năm, từ năm 1988 cho đến nay, thì đã có trên 27.000 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký là đạt trên 335 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, vốn thực hiện là đạt 185 tỷ đô la Mỹ. Trong lĩnh vực thị trường vốn, đến nay có hơn 6.600 nhà đầu tư Hàn Quốc đã tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam. Có 6 công ty chứng khoán có vốn đầu tư của Hàn Quốc. Thì theo đó, thì Hàn Quốc là nước dẫn đầu trong việc đầu tư vào thị trường chứng khoán của Việt Nam. Bên cạnh đó, Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Hàn Quốc ký kết ngày 20 tháng 5 năm 1994 cho đến nay đã trải qua 25 năm thực hiện, góp phần thúc đẩy thương mại và kinh tế giữa hai nước. Theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính và Chiến lược Hàn Quốc đang tiến hành đàm phán nghị định thư sửa đổi bổ sung một số điều của hiệp định để phù hợp với tình hình mới. Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đã thông tin về các thành tựu và định hướng phát triển kinh tế của Việt Nam. Trong thời gian tới, thì chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung cải cách thể chế, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế, đặc biệt là tái đầu tư công, tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Việt Nam tiếp tục chủ động đẩy mạnh hội nhập quốc tế với trọng tâm là hội nhập kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân trong cái giai đoạn tới là đạt từ 6,7 đến 7% một năm, ổn định lãi suất, tỷ giá, lạm phát, nợ công và các yếu tố kinh tế vĩ mô khác. Qua đó sẽ tiếp tục giữ vị thế là quốc gia năng động, điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực ASEAN và tham gia sâu hơn, vươn lên cao hơn trong chuỗi giá trị của toàn cầu. Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-hyun cũng cho rằng mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc là mối quan hệ lý tưởng, có độ tin cậy cao, có sự tương đồng về văn hóa và lịch sử. Bởi vậy, ông Kim Do-hyun cho rằng Việt Nam cần có các chính sách kinh tế tài chính linh hoạt, chủ động để nắm bắt những cơ hội này và bày tỏ hy vọng thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục có các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho tổ chức tài chính nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Ông Kim Do-hyun hy vọng hai ngành tài chính của hai nước sẽ thành một gia đình thông qua hội nghị lần này.